so sánh các loại jacuzzi đi anh. Uống sạch jacuzzi đi anh. Jacuzzi, jacuzzi. Nếu đã vậy thì uống sạch bốn vị jacuzzi đóng chai. Chà tắc mật ong. Ê, hơi ngọt một tí nhưng mà cảm nhận được vị ngọt của đường mía luôn á. Phần trà cũng có cái hậu chát nhẹ ở cuống lưỡi. Khi ở trong khoang miệng cũng cảm nhận được cái vị của mật ong luôn. Được phết đấy. 8,5. Trà đào xạ cũng vẫn là hơi ngọt. Hương và vị của xả gần như chỉ thoang thoảng thôi. Ngẫm rất kỹ thì mới thấy cái mùi này không phải hương đào tự nhiên, nhưng mà cảm giác cũng không bị gượng. Cũng 8,5. Trà vả có thể nào mà thiết kế cho nó ba dòng được, kiểu trà lệ chi trà vả chống nguyên một khoảng dưới này. Cái hương vải y như cái kẹo oishi ấy, thơm rõ mà cũng hơi nhiều một tí. Đúng là cái mùi vị vải hương liệu, nhưng chai này chắc chắn là phải uống lạnh ngon hơn nhiều. 8. Ô long xoài vẫn là hơi ngọt nha. Mùi trà ô long tôi thực là không quá rõ là cái hồng trà thôi. Hương vị xoài này ok, nó là hương liệu nhưng không có cảm giác hóa học quá. Mùi là cái ngọt đẫm của xoài chín kết hợp với cái vị ngọt thiên chua nhiều hơn của xoài xanh. 8. Tổng kết lại, tôi thích hai vị cơ bản này hơn. Gù không được ấy, lần sau cứ tiếp tục đề xuất cho tôi nhé. Chưa sạch.